Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã nhất trí với đề xuất Dỗ Tổ năm nay sẽ không tổ chức phần hội tại lễ hội Đền Hùng năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh làm báo cáo gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét và cho ý kiến về việc tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Năm nay, Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng với chủ đề linh thiêng nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương sẽ được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo trực tiếp lễ dâng hương Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp công tác phối hợp tổ chức lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, lễ Dỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Đền Hùng năm 2020.